lộ gia thế siêu khủng của bạn trai Minh Hằng khiến ai cũng choáng. Cụm từ bạn trai của Minh Hằng luôn là chủ đề được báo chí, truyền thông cũng như khán giả rất quan tâm. Câu chuyện đó lại tiếp tục được nhắc đến trong những ngày vừa qua khi bất ngờ Minh Hằng đăng tải hình ảnh nắm tay một người con trai lạ được giấu mặt, khiến tất cả mọi người đều đoán già đoán non rằng chàng trai nào lại may mắn được nữ ca sĩ dành nhiều tình cảm đến như vậy. Trước sự tò mò và suy đoán của fan cũng như báo chí, Minh Hằng vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào hết. Chắc chắn Minh Hằng vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này, vì như chia sẻ nhiều lần, cô vốn là người sống khép kín. Những chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư thì nữ ca sĩ muốn hạn chế nhắc đến trước mọi người. Tuy nhiên, dường như Minh Hằng vẫn không ngờ đến khi hôm nay cộng đồng mạng đã vô cùng cao tay tìm ra được thân thế của người con trai đó. Theo chia sẻ của mọi người, đã tìm thấy người yêu của Minh Hằng, người mà Minh Hằng giấu giếm, úp mở lâu nay. Đây là hình ảnh trùng khớp với Instagram của nữ ca sĩ và chàng trai này trong cùng một mốc thời gian giống nhau. Cặp đôi có những hành động rất tình tứ với nhau. Theo cư dân mạng chia sẻ, chàng trai đó là một doanh nhân, dù tuổi còn khá trẻ nhưng đã sở hữu các công ty lớn và vừa mới khai trương thêm một công ty nữa mấy tháng trước. Anh chàng có sở thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nói chung đó là một đại gia kính tiếng và vô cùng tài giỏi. Một số hình ảnh hẹn hò của hai người tại Thái Lan vừa qua được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi khắp nơi. Minh Hằng đăng ảnh trên biển đi du lịch. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng bạn trai tin đồn được chụp lại rất lãng mạn trên biển khiến fan vô cùng thích thú. Mọi người phát hiện ra cặp đôi diện rất nhiều đồ đôi như đồng hồ, giày đôi, chụp ảnh cho nhau cũng như cùng nhau đút cho nhau ăn. Lần đầu tiên cộng đồng mạng được nhìn rõ mặt người bí ẩn nắm tay Minh Hằng. Nhìn anh, mọi người nhận xét là một người thông minh, chín chắn, khuôn mặt hiền lành và phúc hậu. Hình ảnh này được cư dân mạng đoán là bàn tay của Minh Hằng đang ân cần đút cho người yêu ăn. Lý do phát hiện ra vì hình ảnh chiếc nhẫn nữ ca sĩ đang mang giống hệt bức ảnh đi du lịch tại Thái Lan vừa đăng tải cùng thời điểm đó. Dù chưa có bất kỳ lời phản hồi nào từ phía nữ ca sĩ về những dự đoán của mọi người, nhưng fan của Minh Hằng vẫn tin rằng cô sẽ tìm được một tình yêu thực sự và không quên chúc thần tượng của mình thật hạnh phúc. Nhìn qua những bức hình, có thể khẳng định đây là một anh chàng đẹp trai, có chiều cao lý tưởng. Mọi người khen ngợi và chúc mừng nữ ca sĩ đã tìm được mẫu chàng trai phù hợp với mình. Minh Hằng chính thức công khai bạn trai soái ca khiến fan đứng ngồi không yên. Mới đây trên Instagram, Minh Hằng đã gây sóng gió với bức ảnh nắm tay một người đàn ông. Huấn luyện viên The Face mùa 3 diện bộ bikini đen gợi cảm, tay trong tay một người đàn ông giấu mặt, đi kèm lại chú thích đơn giản, follow me. Đây cũng là động thái đầu tiên của cô khoe nửa kia trên mạng xã hội. Đó cũng là điều mà fan nóng lòng được biết mặt bạn trai cô đã quen. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, nữ ca sĩ nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Fan của Minh Hằng ngay lập tức bày tỏ sự tò mò về danh tính của chủ nhân bàn tay lạ. Thậm chí có người còn đề nghị Minh Hằng giới thiệu bạn trai với fan. Điều này cũng không khó hiểu vì lần đầu thần tượng của họ khoe tình yêu sau khoảng thời gian bị gắn mác ế lâu năm. Những bình luận của fan nháo nhào lên với hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ về người đàn ông giấu mặt. Fan xôn xao lên hỏi thăm về danh tính của chủ nhân bàn tay lạ này. Tay ải tay ai? Chị nắm tay ai vậy chị? Ai nắm tay chị tôi vậy trời? Bao giờ em mới được gặp chàng trai bí ẩn của chị đây? Yêu bao năm mà giữ kín quá? Fan nháo nhác bình luận. Hiện tại Minh Hằng đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Maldives. Việc công khai đi chơi với bạn trai được xem là động thái công khai đầu tiên của nữ ca sĩ sau nhiều năm giấu kín. Trước đó Minh Hằng cũng đã từng chia sẻ, anh ấy hơn tôi 10 tuổi, khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau được là chính mình. Dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành một mối tình đẹp. Nữ ca sĩ từng tiết lộ bạn trai của mình sâu sắc nhưng cũng vui tính. Anh cũng rất chiều chuộng cô. Người yêu nói tôi giữ, đanh đá nhưng vẫn yêu, vẫn chiều cho đến lúc tôi hư, không ai có thể yêu được nữa ngoại trừ anh ấy. Động thái đầu tiên của Minh Hằng sau khi hé lộ bạn trai soái ca khiến fan đứng ngồi không yên. Mới đây, dư luận bất ngờ xôn xao khi tìm ra nhiều bằng chứng khả nghi về một người đàn ông được cho là bạn trai của Minh Hằng. Theo đó, trên Instagram của cả hai thường cập nhật hình ảnh tại một địa điểm giống nhau vào một khoảng thời gian tương đồng. Chưa kể trong nhiều bức ảnh, clip của người đàn ông lạ mặt có xuất hiện nhiều chi tiết giống của Minh Hằng như điệu cười đặc trưng của nữ ca sĩ, chiếc nhẫn khủng hay đôi giày quen thuộc. Ngay khi thông tin được chia sẻ rầm rộ,
Rất nhiều người đã vào Instagram của anh chàng nói trên và để lại bình luận trái chiều. Tuy nhiên đa số ủng hộ cặp đôi này và nếu chuyện hẹn hò là có thật, công chúng cũng mong cả hai sớm công khai để mọi người được gửi lời chúc mừng. Dẫu vậy, mọi đồn đoán cũng chỉ là suy luận chủ quan từ phía cư dân mạng. Để có được câu trả lời rõ ràng hơn cho khán giả, chúng tôi đã liên hệ với phía Minh Hằng. Đại diện truyền thông của nữ ca sĩ cho biết, đó chỉ là một người bạn trong một nhóm bạn chơi rất thân của Minh Hằng. Mọi người thường xuyên đi du lịch chung với nhau thôi. Bạn bè chơi chung thì có thể đùa giỡn như vậy, chứ đâu nhất thiết phải là người yêu thì mới được. Còn kiểu chụp hình follow me thì biết bao bạn trẻ có thể chụp, thì tại sao Hằng lại không thể? Vì đơn giản chỉ cần cầm tay một người bạn nam đưa vô là chụp được thôi mà. Những nghi vấn đó chỉ là tin đồn mà không có bằng chứng xác thực gì cả, nên mọi người muốn đồn thì cứ đồn thôi. Ngoài ra, trước thắc mắc của nhiều người rằng không biết khi nào giọng ca sinh năm 1987 mới công khai bạn trai cho mọi người được biết, đại diện truyền thông của Minh Hằng nói thêm, đó là chuyện riêng của cô nên anh cũng không rõ, nhưng có lẽ nữ ca sĩ cũng không có ý định tiết lộ chuyện riêng tư của mình. Trước đó, cư dân mạng tìm ra nhiều bằng chứng khả nghi giữa cặp đôi này như đăng ảnh đi du lịch ở biển vào cùng một ngày. Đôi giày trong bức ảnh của người đàn ông này giống hệt đôi giày của Minh Hằng. Sự tương đồng trong các món ăn và chiếc nhẫn của nữ ca sĩ sắc môi em hồng trong đoạn clip của bạn trai tin đồn. Võ Hoàng Yến chiến thắng, Minh Hằng mâu thuẫn với Thanh Hằng, bỏ về không thèm nghe kết quả. Tập 5 vừa lên sóng của The Face Việt Nam 2018 tiếp tục gây sóng gió cộng đồng mạng, trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Đảm nhận vị trí đứng lớp tại Masterclass của tập 5, huấn luyện viên Minh Hằng tiếp tục gây ấn tượng mạnh với các thí sinh và khán giả xem đài bởi khả năng truyền đạt và chuyên môn thuyết phục. Với chủ đề diễn xuất bằng ánh mắt, các thí sinh đã có một buổi học đầy bổ ích về việc thể hiện cảm xúc qua đôi mắt của mình. Ngay sau đó, top 12 thí sinh đã bước vào thử thách cá nhân thú vị. Điều bất ngờ cho cả các huấn luyện viên và thí sinh đó chính là sau khi kết thúc chuyến tham quan, ông Hirofumi lập tức giao đề bài thử thách chính cho tập này. Với thông điệp vì đôi mắt là vô giá, thử thách lần này yêu cầu các đội sẽ phải lên ý tưởng và thực hiện poster cho chiến dịch chăm sóc mắt cộng đồng. Và các team sẽ thực hiện thử thách ở một địa điểm vô cùng ý nghĩa, Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. Đây thật sự là một thử thách nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Xuất phát từ giá trị nhân văn và những nghĩa cử cao đẹp tri ân cho những người nghệ sĩ lão thành đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Các thí sinh phải thể hiện những cảm xúc đó từ trái tim, truyền tải trọn vẹn thông điệp hướng đến cộng đồng của nhãn hàng. Đây chính là một trong những thách thức lớn nhất khiến cho bộ ba huấn luyện viên phải bối rối trong cách hướng dẫn thí sinh. Nhận được nhiều lời khen và góp ý đồng đều nhau đến từ Hirofumi, cả ba huấn luyện viên đều bày tỏ sự xúc động đối với thử thách ý nghĩa lần này. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ có một và điều bất ngờ đã xảy ra cho cả ba huấn luyện viên khi Võ Hoàng Yến giành chiến thắng ở thử thách này, xác lập thành tích hai lần vinh quang liên tiếp. Minh Hằng quyết định lựa chọn Như Mỹ bước vào vòng loại. Nước cờ mang nhiều toan tính của Minh Hằng đã bị chính huấn luyện viên Thanh Hằng nhìn thấy. Trong lúc hoang mang và lo lắng, Minh Hằng đã đổ lỗi cho ekip sản xuất không công bằng khi để xảy ra sự cố và làm lộ chiến thuật của cô. Cho rằng Thanh Hằng sẽ đưa thí sinh mạnh vào để loại Như Mỹ, Minh Hằng đùng đùng nổi giận và bỏ xe ra về, từ chối tiếp tục quay hình. Đối diện với Võ Hoàng Yến trong vòng loại lần này là Như Mỹ và con át chủ bài của Thanh Hằng, thí sinh Bình Đức. Tin tưởng vào sự khéo léo, thông minh và trên hết là năng lực thuyết phục của Minh Đức, huấn luyện viên Thanh Hằng chọn nam thí sinh này vào vòng loại. Nếu như Minh Đức tỏ ra khá tự tin và thoải mái thì ngược lại, Như Mỹ sau khi bị Minh Hằng la mắng gay gắt vì thái độ khi thực hiện thử thách lại vô cùng yếu đuối và căng thẳng. Với sự công tâm của mình, huấn luyện viên Võ Hoàng Yến cho Minh Đức một cơ hội quay về và yêu cầu Thanh Hằng phải đổ một người khác vào vòng loại. Sự kiên định và tôn trọng của Minh Đức dành cho huấn luyện viên của mình đã dẫn đến kết cục đau lòng. Minh Đức là thí sinh phải ra về. Tại phòng chờ, huấn luyện viên Thanh Hằng vô cùng bức xúc vì sự vắng mặt của Minh Hằng. Tiếp tục đón nhận thông tin gà chiến mạnh nhất của mình bị loại, Thanh Hằng dù rất bình tĩnh nhưng vẫn có thể thấy được sự nóng giận và đau lòng trước thất bại đầu tiên của cô.